inside my bed. Bye.
cố lại đi thành được tốt hơn, đúng rồi đấy ạ. Bài rồi. Ngay sau đây của mình tên là Limo ạ. Đến rồi anh ơi. Ok, tôi đẩy bài đấy nhá. Giọng hài khỏe đấy. Lâu chi. Chú là người miền Nam rồi. Du Bảo mệt không nhỉ? Một tràng vào tay Du Bảo vào đấy đánh. Đây là set thứ 3 của bạn ấy buổi tối ngày hôm nay. Một người đánh trống không thể nào thiếu trong lòng của chúng ta. Ủa chứ để đâu bài này chắc là mọi người sẽ không còn xa lạ gì. Đúng, cứ chơi thôi nhé. Cả này. Sau đây là bài An Thần. Yeah.
quê. Ê, ê, cũng thích vì tiền. Nhắc về với nhau anh nghĩ lập tình đi. Ai vây, Nguyễn Ngọc Nghệ Tư Do, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Phúc Tình Tây. Cũng có tiền bạc. Nghe này, nhưng mà anh hỏi cô đây. Sao lúc vui em bao giờ cô đang bận? Lúc bên em bao giờ cô đang bận? Nói chung anh chỉ là thú, anh thật. Với em chỉ là thú, anh thật. Nói em thôi em đừng quá, hai lần. Nói em chỉ nên dùng đủ, vẫn em cần. Với em chỉ là thú, anh thật. Với em chỉ là thật, thật, bản thân. Một tay, một lá cây, nó chỉ làm anh quá cao để xuống đây. Anh chỉ mơ những đám say, đám say. Em vòng vòng mơ đám tay, mơ đám tay. Anh nghe chuyện đám cay mỗi khi theo người ta đi đó đây nhiều gió mây. Em tìm anh chỉ khi nó muốn say, rồi quá tay cơn giận nguôi rồi mà em sẽ bay đi giờ lúc quên bao giờ cô đang bận, lúc bên anh bao giờ cô đang giận. Nói chung anh chỉ là thú an bận, vẫn em chỉ là thú an bận. Nói em ơi em đừng quá ai lần, nói em chỉ là dù lâu. Bây giờ thì là của anh, anh có quyền đi với em. Mất sáng tất cả đẹp xanh, anh cũng sẵn ngang. Ôi em kéo bên vai cầm chơi trong anh, anh cầm trên tay. Hết đêm nay, hết không sai, hết ngày mai. Đứng về nhà, anh thích thì anh chờ đó. Em thích bên thì anh cũng lo, anh muốn biết la. Lo cho tới yêu vì anh cũng có. Chỉ cần em đi với anh là cả thế giới này thuộc về em. Chỉ cần em chơi với anh là những vấn đề của anh. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ anh mở nước kêu. Thằng cờ nó đi với anh trong video này còn anh thì cứu. Anh lớn từ đường phố, chỗ xe hơi không có đường vô. Chỗ công nhân anh thì bà cô, bằng cô, chỗ luôn đó bà cô. Chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh thì gọi là ổ. Thế giới anh xài tiền tiền, còn thế giới anh xài tiền thô. Anh đổ xăng tiền tiền, tiền bình thương mà. Đi ai thằng anh xài, em xài, cái gì xài. Nói chung anh chỉ là thú an phận. Với em chỉ là thú an phận. Vì nói em
Yeah. Yeah. Và lời nói đầu tiên cho anh Phan xin phép gửi lời chào tới các bạn ở những thành phố mơ màng nhé. Ok, thì hôm nay mà anh Phan cũng có một món quà nhỏ nhỏ. Anh em động ra đi. Các bạn có... Yeah, thì anh Phan đến đây thì anh Thắng mời sáng nay rồi thì không có cấp C gì hết. Các bạn có lòng hảo tâm thì có thể chuyển khoản vô chỗ này em. Ok vô, ok vô, đợi xíu đi. Yeah, và đây là các anh em tăng động của mình. Yeah, cảm ơn anh Thắng và cảm ơn các bạn. Cảm ơn lại anh Thắng cả. Ok, rồi rồi đó. Yeah. Tổng chào nha. Chuyển khoản lẻ đi, đủ á. Quên. Mình phải chụp hình chung đắm nữa, mấy người. Em cứ kêu lại anh hát nốt một bài nữa được không? Xong rồi cho okay. Mày chú lên, xong rồi mày lên. Sorry. Xong rồi mang cho anh cái đấy. Này có khoản của anh, nhìn hộ anh mặt sau luôn này. Ok, ok. Cảm ơn Thắng. Rồi, chú các bạn sau đây là... Vâng. Quay lại, xem của anh. Đây là bài cuối cùng và mình rất là cảm ơn anh em. Đưa mình lên đây, cảm ơn anh em đã đứng cùng mình trong buổi tối hôm nay. Đây là lần đầu tiên mình hát bài này. Tại suy bên là thế là mong là âm nhạc này đây là cho mọi người đợi suy thì là mọi người khỏi hơn. Bye.
fan ơi, chú có thể quay lại chụp ảnh cùng anh em rồi. Cho mình xin một kiểu ảnh với mọi người được không ạ?